Chào bạn và chào mừng các bạn đã trở lại với một video mới trên AppShop. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn với những bạn nào mà chúng ta cần một chiếc máy để mà các bạn có thể chiến những cái tựa game hiện tại. Đặc biệt là trong thời điểm hiện nay chúng ta đã có rất nhiều những cái tựa game có cấu hình khá là nặng. Ví dụ như là PUBG, hay là các bạn có những cái tựa game offline cực kỳ nặng như là Witcher 3, hay là những tựa game đua xe như Need for Speed chẳng hạn. Vì vậy mà chúng ta sẽ cần một chiếc máy mạnh một tí để mà các bạn có thể chơi những cái tựa game như thế này. Ngoài ra thì với một chiếc máy mạnh thì các bạn còn có thể làm được rất nhiều việc khác nữa. Vì vậy mà trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ máy đến từ AppShop. Và bộ máy này nó có gì hay thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Đây là một chiếc máy đánh mạnh vào phân khúc tầm trung dành cho những game thủ để có thể chơi những cái tựa game đình đám hiện nay. Bên ngoài, chiếc máy sẽ có chiếc case khá bắt mắt đến từ Sigmatic với cái tên gọi là Ultimate Black. Đây là một chiếc case có kích thước khá rộng rãi với hệ thống 3 quạt tản nhiệt nằm ở mặt trước, phía sau một cái tấm kính cực kỳ nổi bật. Bên hông của case cũng có thêm một tấm kính giúp chúng ta có thể vừa chơi game vừa thưởng thức vẻ đẹp của đèn LED RGB nè, của những linh kiện phía bên trong của chiếc máy. Phía bên trên vỏ case sẽ có đủ không gian để các bạn có thể gắn thêm hai quạt tản nhiệt nữa. Máy sử dụng mainboard Asrock B365M Pro 4 với thiết kế lá chắn IO bằng thép rất chắc chắn và có phần mang lại cho bo mạch một vẻ khá là tinh tế. CPU của máy sẽ sử dụng là vi xử lý Intel Core i5-9400F với 6 nhân, 6 luồng, cho xung nhịp tối đa lên đến 4.1GHz. Máy còn sử dụng một thanh RAM Kingston HyperX Fury 8GB bus 2666. Tuy nhiên thì nếu các bạn dư giả tài chính một chút thì có thể mua thêm một thanh nữa để mà chúng ta có những trải nghiệm tốt hơn cho mọi tác vụ nặng. Và dĩ nhiên là không thể nào mà thiếu được chiếc card đồ họa Galax RTX 2060 One Click OC 6GB Black Edition. Sức mạnh vượt trội của chiếc card này là không thể nào bàn cãi được nữa. Bên cạnh đó thì máy cũng sẽ sử dụng một vài những linh kiện khác như là nguồn FSB HyperK 600W 80 Plus để cấp nguồn cho chiếc máy này, hay chiếc SSD Galax L120 120GB SATA 3, cũng như là tản nhiệt Ryzen Tech Juno Pro. Tất cả những linh kiện này mang đến một chiếc máy hoàn thiện, mạnh mẽ trong tầm giá khoảng hơn 17 triệu đồng, hay nói chính xác hơn là 17.799.000 đồng. Tuy nhiên, nếu các bạn lựa chọn mua gói có quà tặng chỉ giá là 20.299.000 đồng thì chúng ta sẽ được tặng một chuột Logitech G102 Parody nè, một tai nghe Logitech G311 Parody, một bàn di chuột Gamdias NEX Speakmer, một bàn phím Ira EK387 và tổng giá trị của những món quà này lên đến hơn 3 triệu đồng. Ok, nói vòng vo nãy giờ thì chắc chắn là các bạn cũng đã hiểu về chiếc máy mà mình muốn giới thiệu với các bạn rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng với các bạn test một vài những cái tựa game với chiếc máy này nhé. Và đó là những gì của bộ máy này mà mình muốn gửi đến các bạn trong video ngày hôm nay.
các bạn thấy bộ máy này như thế nào, là nó có thật sự hài lòng với các bạn hay không. Hãy để lại một comment phía bên dưới, nhớ nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube của bọn mình. Và ngoài ra, nếu các bạn muốn mua những chiếc máy như thế này, hoặc là các bạn muốn mua thêm những gaming gear hay những thiết bị máy tính khác, thì các bạn cũng có thể đến với AB Shop số 370 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc vào với website abshop.vn và fanpage của AB Shop. Mình sẽ để link ở phía bên dưới, các bạn có thể vào để xem thêm chi tiết. Ok, mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.